người nhá. Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với WeWay Live. Đây là buổi livestream thứ hai của Minh, và bên cạnh Minh đây thì chính là anh Linh Kiền Vũ. Anh Linh. Ok, xin chào các bạn. Thì rất vui được trở lại với chương trình WeWay Live ngày hôm nay, đại diện cho bên phía WeWay và đồng hành cùng tất cả mọi người trong cái thời kỳ dịch Covid đang rất hoành hành bây giờ, và để cho chúng ta có những trải nghiệm mới hơn về rượu vang, cũng như là không quá buồn khi tất cả mọi người đều đóng cửa. Ok, cảm ơn anh Linh Kiệt. Ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đấy là về champagne và những điều có thể là chúng ta đã chưa biết. Ok, nhìn xem mọi người đã vào được nhiều chưa nào? Phải có 16 người thôi. Chào Catherine, chào Hoàng Anh Nguyễn, chào Trần Thư Thảo, chào Hoàng Nguyễn ạ, chào bạn Châu nhá. Ok, mọi người có nghe rõ mình với cả Linh Kiệt nói không ạ? Ok, mọi người nhớ comment ở bên dưới cho mình cùng biết nhé, xem là hình ảnh có tốt không này, hay là âm thanh thì có ổn không, thì để cùng nắm được. Hôm nay của mọi người nào, ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều tỉnh thành thì cũng khá là đóng cửa vì dịch bệnh Covid rồi. Nên là vui quanh cũng mong rằng là mọi người có thể tận hưởng những cái chai rượu vang ở tại nhà mình thay vì đến nhà hàng hay là một địa chỉ nào đấy. Ok, ok. Chào Quang Anh, chào Hồng Đinh, chào Xuân Bình, chào Linh Linh. Ok, cũng tương đối rồi. Để cho nói qua một đôi chút về anh Lincoln. Anh Lincoln thì có cho những bạn nào chưa biết nhá, anh Lincoln là một nhân vật rất là quen thuộc của WeWay rồi. Tuy nhiên là có thể còn rất là nhiều bạn mới ở đây. Thì anh Lincoln đấy chính là một cái nhân vật là chuyên gia rượu vang của WeWay. Đồng thời anh cũng đã rất có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và dịch vụ rồi. Đặc biệt vào năm 2019 thì anh Lincoln cũng đã giành giải nhất The Best Sommelier in French Wines ở tại Việt Nam. Và ngày hôm nay mình rất là vinh dự được một lần nữa nói chuyện với anh Lincoln về cái chủ đề champagne này. Cảm ơn Minh vừa giới thiệu. Rất đầy đủ. Ok, anh Linh cũng có chuẩn bị một vài chai rượu vang ngày hôm nay rồi đúng không? Đúng rồi, thì ngày hôm nay thì Lincoln muốn đưa bạn tiếp đến một vùng đất rất mộng mơ từ phía bên Pháp, đó chính là vùng champagne. Đây cũng là vùng rượu vang mà Lincoln đặc biệt rất thích, như là Linh rất hay sưu tập những chai champagne. Thì ngày hôm nay thì chúng ta đều có nói qua một chút về hai chai thử nếm ngày hôm nay, đó chính là chai champagne Chardonnay Carignan và champagne Drapier Côte d'Or. Đây chính là hai chai cho anh thử nếm. Bên cạnh đó sẽ có một số đầu chai khác mà anh thử sẽ giới thiệu qua cho các bạn. Ngoài ra thì cùng với chương trình ngày hôm nay, bên cạnh việc chia sẻ kiến thức thử nếm cho bạn thèm muốn hơn về champagne, thì mình cũng có một số chương trình rất đặc sắc cho những bạn tham gia ngày hôm nay, cũng như là cho chương trình bán hàng cho những khách hàng quan tâm đến champagne của WeWay. Ok, cảm ơn anh Linh. Đây là ngày hôm nay trong cái buổi WeWay này thì WeWay đặc biệt là một cái chương trình mà bình thường các bạn sẽ không thể tìm kiếm được những cái ưu đãi lớn như thế. Ngày hôm nay đặc biệt chúng ta sẽ có cái chai champagne Chardonnay Cazenove này. Nếu khi mà bạn mua một chai champagne này và một chai champagne đến từ nhà The Gardien, chai Cazenove này, các bạn sẽ được tặng một chai champagne thứ ba, đấy chính là chai champagne Chardonnay Cazenove. Và đặc biệt hơn nữa, riêng đối với ba đơn hàng đầu tiên mà WeWay nhận được ở phía comment này, mọi người nhớ lưu ý là tag hai người bạn mình vào xem nhé, thì chúng ta sẽ có được tặng chai champagne Dove, chai Brut Classic này. Đây là một cái chai dòng rất là cơ bản của champagne và một nhà sản xuất đặc biệt ấn tượng tại champagne. Như vậy là chỉ cần mua hai chai rượu vang thôi thì các bạn đã có chọn bộ ba chai rượu vang là top những chai champagne đáng thử nhất trên toàn thế giới rồi nhé. Ok, mình không nói nhiều nữa, nhưng mọi người nhớ xem hết để livestream, vì ngày hôm nay chúng ta còn có một phần mini game và phần thưởng chính là một chai champagne Chardonnay Cazenove này. Mọi người có nhìn rõ không? Mọi người nhớ comment bên dưới nhé, xem cả mức độ hào hứng của mọi người như thế nào và nhớ nhanh chân để giành lấy cái chai champagne đất này nhé. Ok. Rồi, mình xin phép để ra làm sao quay trở lại với chủ đề những kiến thức cơ bản về champagne ngày hôm nay. Thì trước hết bạn nào có những câu hỏi gì về champagne ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới để mình và Linh Kiệt cùng được biết nhé. Trước tiên anh Linh Kiệt này, hôm trước thì mình cũng đã chuẩn bị cho cái buổi livestream này ấy, thì cũng có một vài bạn cũng có hỏi em rồi. Đấy là việc mà champagne thì được thấy là một cái thứ đồ uống rất là xa xỉ, và khi nhắc đến champagne thì nó là một thứ đồ uống rất là sang trọng ấy. Thì không biết là điều gì thì làm nên cái sự đắt đỏ này của champagne? Đầu tiên thì chúng ta nên nói trước về khái niệm champagne là gì. Thì người Việt Nam hay là ngay cả những người đầu tiên mới bắt đầu bước chân vào làm rượu vang thì hay nhầm champagne là chung là băng sủi hay băng lầu. Trên thực tế thì champagne nó chỉ là được spec, nó là băng sủi đến từ vùng champagne và phải làm theo phương pháp vùng champagne. Lý do làm sao đến cái làm nên cái yếu tố rất là cao cấp hay là rất là sang trọng cho champagne thì đến từ ba yếu tố chính.
chúng ta đầu tiên phải tố lịch sử. Bởi vì Champagne như nhiều người biết, đây chính là vùng phía bắc nước Pháp với trung tâm đó là thành phố Rennes. Đây chính là nơi tọa lạc của nhà thờ Đức Bà Rennes, nơi từ cuối thế kỷ 15 đến giờ đã có 27 đời vua Pháp được đăng quang ở đây. Chính vì thế, Champagne từ trước khi cả Champagne được làm thành bắc sủi nhé. Khi là bắc sủi thì Champagne nó bắt đầu là khoảng thế kỷ 17 thôi. Thì trước đấy, từ khi mà là bằng trắng, bằng đỏ bình thường thì đây là một vùng sở hữu siêu ban chuyên phục vụ vua chúa. Và đến tất cả những lễ đăng quang của vua chúa trong 27 đời vua đều phải có sự có mặt của từ ban lãnh thổ Champagne. Thì chính là cái thành phố mà đi đăng quang của nhiều vị vua nhất tại Pháp đúng không? Chính xác. Yếu tố lịch sử đấy còn mở rộng ra thì yếu tố mang tính gọi là sang trọng rất lớn cho Champagne. Khi mà Champagne đã liên với rất nhiều những tên tuổi người nổi tiếng, chúng ta có Napoleon Bonaparte. Napoleon rất nổi tiếng đó là trong chiến thắng tôi cần một ly rượu cho Champagne để ăn mừng. Khi thất bại còn cần một chai Champagne để chiều buồn. Hay là một câu Linh rất yêu thích đó là của bà Coco Chanel. Bà lại nói đó là trên thế giới có hai loại người tôi sẽ yêu, tôi thưởng thức Champagne vào hai dịp duy nhất, đó khi tôi đang yêu và khi tôi không yêu. Tức là lúc nào thì Champagne cũng rất phù hợp với chúng ta đúng không? Ok. Bên cạnh đó thì như yếu tố đầu tiên, yếu tố lịch sử cần đến rất nhiều của người lịch sử ở đây. Thì chúng ta có yếu tố thứ hai là không nhờ yếu tố thổ nhưỡng. Khi mà cái phủ sự nhỡ ở đây nó có sự sự đặc biệt rất là khác so với những vùng còn lại của nước Pháp, với khí hậu đặc biệt lạnh này, tích hợp sản xuất những dòng điệu văn mang tính có độ xịt chua cao, mang tính tinh tế nhẹ nhàng. Hai những nước thổ nhưỡng ở đây đó là bao gồm đất đã phân rất nhiều, đất trọc rất là nhiều, mang đến cái sự acidity như là cái thanh mảnh của chúng ta được đất được cao với. Bên cạnh đó, cái khí hậu lạnh ở đây thì cho đến gần đây thì Champagne vẫn được đánh giá là một vùng khá là khó để sản xuất rượu vang. Khi mà rượu vang ở đây rất khó để có tạo được cái sự chín muồi trong cái quả nho, hay là việc bảo quản rượu vang, được bổ dưỡng rượu vang, hay là bảo quản trong chai đều khá là khó khăn so với vùng khác. Ok, cảm ơn anh. Và như Linh đã nói đó là ba yếu tố, thì theo Linh thì yếu tố còn lại là gì nhỉ? Anh Linh ơi, ok, để em suy nghĩ cho đến cái yếu tố thứ ba này thì trong lúc đấy anh Linh có thể giúp em và chúng ta cùng thưởng thức cái chai đầu tiên không? Ok, trong lúc đấy thì mình cũng sẽ dành thời gian để check những cái câu hỏi mà người đang hỏi WeWa nhé. Ok, chào bạn Phạm Quốc Hùng, chào bạn Thắng Nguyễn, bạn Hồng Thảo. Mọi người có thể nhớ là share livestream này về tường của mình nữa nhé, bởi vì có thể rất là nhiều bạn sẽ được tham gia mini game cùng tất cả các bạn và cái cơ hội chúng đến giải thưởng chai Champagne sẽ càng lớn hơn. Ok. Câu nói của bà Chanel này hay ghê. Anh Lincoln thì đây chính là một fan của Champagne, nên là anh Lincoln luôn được tích lũy rất là nhiều những cái tích liên quan đến Champagne này, và đặc biệt là những câu nói nổi tiếng trên thế giới liên quan đến Champagne này. Và như... Đúng rồi, anh Lincoln là một người rất là thích Champagne luôn. Mình nghĩ là trong nhà của anh trong... Đây là thông tin cá nhân nhé, trong nhà của anh Lincoln như có hai cái tủ rượu rất là lớn nữa cơ. Chờ đợi tất cả các bạn, nếu mà có gì đặc biệt nữa, chờ đợi khách hàng thân quen của WeWine. Thì em mong là một ngày sẽ được anh Lincoln mời tới. Ok. Anh Lincoln có chưa ạ? Ok, mời nhé. Và anh Lincoln, mọi người cùng thưởng thức cùng mình và Lincoln nhé. Ok, để trả lời cho câu hỏi của anh Lincoln. Thì thực ra mình cũng có tìm hiểu, em cũng có tìm hiểu một chút liên quan đến cả rượu vang. Thì em có thấy là như cái quá trình mà làm rượu, làm Champagne ấy, nó rất là khác so với việc sản xuất rượu vang bình thường như là vang đỏ hay là vang trắng vang hồng mọi người từng thấy. Thì cái Champagne này làm là thường họ phải lên men đến tận 2 lần cơ. Thì có phải đấy là yếu tố mà gây nên cái sự đắt đỏ của Champagne không anh? Đấy là một phần yếu tố làm sự đắt đỏ của Champagne. Về cái yếu tố thổ nhưỡng giới hạn về cái sản lượng cũng như là cái yếu tố lịch sử mình vừa nói rồi. Thì cái việc công đoạn sản xuất của Champagne cũng vô cùng khó khăn. Khi mà thời xa xưa người ta nghĩ ra cách lên men lần hai lần như mình vừa nói, thì việc lên men lần có diễn ra từng chai. Đây là một cái rất đặc biệt, người ta có một cái phương pháp này được danh luôn cho Champagne, nó Spinal Method, phương pháp làm phong sủi theo của Champagne. Khi mà việc lên men lần thứ hai ra trên chai đã cho thêm con men, thêm đường vào trong từng chai một, và việc kiểm soát sao cho chất lượng trong từng chai đều được giữ đồng đều, cân bằng, như thể hiện tốt nhất cái giá trị chất lượng của từng nhà Champagne, có một cái rất là khó khăn. Bên cạnh đó thì thực ra Champagne là một trong những yếu tố thúc đẩy về sản xuất chai đó.
khi mà xa xưa người ta chưa có những chai thủy tinh đạt đủ tiêu chuẩn, đủ cứng, đủ chất lượng để bảo quản được xung quanh, bởi vì nó áp suất mà. Đấy, thì ra trước kia để cho xung quanh người ta sợ từ 10 chai có một số lượng không ít chai, trong 10 chai đấy sẽ bị vỡ nổ trong quá trình vận chuyển. Và về các xung quanh như thế để hạn chế tối đa, chỉ những người có tiền, có quyền có khả năng chơi xung quanh này. Thêm một yếu tố nữa thì việc lưu trữ tên tuổi xung quanh không hề đơn giản thế nào. Thì chúng ta có dòng xung quanh non vintage phải có tối thiểu 15 tháng trong niên tuổi về con men trong chai. Giả sử như chai này đây là chúng ta đã có một chai non vintage, nghĩa là không phải theo năm thu hoạch nhất định, mà 24 tháng. Còn những dòng xung quanh vintage thể phải bắt đầu từ 36 tháng trở lên. Còn những dòng vang nổi tiếng cũng chưa thể 15, chỉ 2 đến 20 năm. Việc con việc lên men là thứ hai và con men là biến chuyển trong chai. Đến mức cuối cùng khi làm sao để thoát con men ra, giải phóng con men như là thêm lượng rượu nhất định vào trong chai, cũng diễn ra ở sự kiểm soát khá là ngặt nghèo, đảm bảo làm sao chất lượng của từng chai champagne trong mỗi lần xuất xưởng đều được đạt tối đa, được đều ở tận dụng tối đa để tốt nhất của nhà này. Wow, ok. Vậy thì em hiểu tại sao cái champagne đã tổng bị tổng kết lại một chút nhé. Vậy thì nó sẽ bao gồm ba yếu tố này. Một là do yếu tố lịch sử này, thứ hai là do yếu tố thổ nhưỡng này, và thứ ba thì đây chính là do cái quá trình sản xuất và tốn rất là nhiều công sức và công đoạn của mọi người. Cho nên chúng ta đơn giản quá rất nhiều cái giá trị của dùng champagne này. Tuy nhiên để mà nói được bật lên được những cái giá trị cơ bản nhất của champagne đấy là ba cái bạn nên biết. Ok, cảm ơn anh Linh. Hy vọng là qua ngày nay mọi người cũng hiểu hơn đôi chút về quá trình làm champagne như thế nào và tại sao champagne lại đắt đỏ đến vậy nhé. Chúng ta cùng quay lại tiếp những câu hỏi. Ở đây có một bạn là hỏi cách mở champagne. Ok, cách mở champagne thì lát nữa, đợi các bạn đợi một xíu nữa thôi thì mình sẽ mở đến chai thứ hai và anh Linh Tiền sẽ hướng dẫn cụ thể mọi người cách mở một chai champagne như thế nào nhé. Rồi, mình cùng xem nào. Ở đây mở champagne là có nổ không anh Cần ơi? Thôi, xin lỗi một chút tại vì thưa Linh rất quen mở champagne trong nhà hàng ở môi trường five star hoặc là nhà hàng chuyên về fine dining rồi. Thì ra khi mở champagne thì hạn chế tối đa tiếng nổ gây ra. Ngoài ra thì thưa cùng một cái VJ xinh đẹp như này thì Linh Cần không muốn bắn những cái nút champagne vào mặt bạn ấy như thế nào không? Cảm ơn anh Linh, anh đã rất là nghĩ cho em. Ok, ngon cheers. Bạn Hoàng Nguyễn và rất là nhiều bạn khác say cheers. Ok, một lần nữa mình với cả Linh Kiền cùng cùng lại đi này. Okay. Ok, cheers. Thì bạn có theo dõi chương trình VY TV VY Live tuần trước thì chúng ta có dùng một ly của bên Baccara. Thì ngày hôm nay chúng Linh và mình cũng dùng chính là ly Baccara chuyên dùng cho champagne. Dòng ly dòng pha lê biết là dòng nào hạng nhất đến từ bên Pháp. Em xin lỗi. À, nói về cái dòng pha lê Baccara mà chúng ta đang có sử dụng ngày hôm nay. Đấy thì đây chính là phiên bản đặc biệt của anh Joseph Boise mà lần trước chúng ta có thử đến với cả ly Baccara vang đỏ từ trước rồi. Vâng, thực ra là ở đây mình có cái ly đỏ đấy. Tức là lần trước thì nó là một cái ly ly vang khác, còn lần này là ly đặc biệt dành cho riêng dòng champagne. Ok, mọi người cũng đang hỏi về cái ly đấy đấy anh ạ. Ok mọi người, chai champagne này thì pairing với gì thì ngon ạ? À? Linh Nguyễn có hỏi. Ok, thank you Vy. Thì nói đúng ra thì champagne chúng ta được biết là champagne có đặc điểm nổi trội nhất đó là chúng ta có sủi cũng như là cái acidity, độ chua tự nhiên rất là tốt ở trong champagne. Đây đó là cái việc lưu trữ của con men trong thời gian tối thiểu 15 tháng với bao vintage chúng ta có ở đây chỉ như dài là 24 tháng thì làm cho hương vị mì, hương gừng một số hương đến từ của pastry của bánh nướng thì nó phát triển tốt hơn. Thì để pairing như này thì chúng ta đã biết là ẩm thực thường đi liền với rượu vang và champagne ở chính vùng champagne đây là nơi có rất nhiều các loại cheese hay loại hải sản nổi tiếng. Đơn cử đây chúng ta có cái acidity và bọt sủi đây kết hợp rất tốt với những loại cheese đặc mệnh. Nếu ai đã từng đến nước Pháp một lần chúng ta có thể đến những loại cheese như là từ Crie hay là chúng ta có Longe, Chaux và những dòng cheese rất nổi tiếng đến từ vùng champagne. Trong đó Crie là vùng khác cũng rất hợp với champagne rất là tốt. Ngoài ra chúng ta có thể nghĩ đến những cái món hải sản đặc biệt ở Việt Nam chắc nhiều bạn biết rồi. Nó có thể thích hợp những loại hải sản có vỏ, đặc biệt là hải sản tươi sống hoặc là chế biến nhẹ để thích hợp cùng với champagne khi mà chúng ta có champagne trong một nhiên của gia vị nhẹ điểm xuyết cho con độ chua và độ tươi mới refreshing cho cái mùi vị khá là đậm đà của hải sản.
Quay lại với ẩm thực Việt Nam thì nếu bạn nào muốn kết hợp xung quanh với ẩm thực Việt Nam thì chúng ta hãy nghĩ đến loại hải sản, linh sẽ nghĩ đến loại chiên hay nướng nói chung khi mà đồ hơi lại hơi béo một xíu, hoặc là những cái món gỏi hải sản, và đặc biệt linh rất thích món này, món gỏi sứa đi cùng với cả champagne. Nhưng mà thực ra với một người thực sự yêu champagne thì chúng ta đều biết là champagne là một đồ uống có khả năng kết hợp vô cùng tuyệt vời, đa dạng và rất là thân thiện với đồ ăn. Thành ra ngay cả từ hải sản cho đến thịt đỏ, từ món khai vị cho đến tráng miệng, tùy cách bạn chọn champagne chúng ta đều có thể kết hợp rất là hài hòa. Ok, em còn thấy là anh có nhắc đến cái từ non vintage ấy. Vậy thì đúng là em thấy có những cái chai champagne mà họ ghi, có những chai thì họ ghi năm, có những chai thì không ghi năm ở trên chai. Vậy điều này thì có ý nghĩa gì không? Tại sao có những chai lại không ghi năm vậy? Đa phần champagne thì sản xuất theo dạng là non vintage hay là sơn theo một vụ thuật nhất định. Trên thực tế thì một chai champagne để được gọi là non vintage thì nó sẽ có trên 20% nho sẽ đến từ những vùng khác, nghĩa là trên một vùng nhất định. Về cơ bản thì phần lớn champagne sẽ có 5-40% lượng champagne được lấy từ kết hợp từ những vùng khác nhau, hoặc là thể lấy từ gọi là reserve wine hay là liquid expedition của nhà champagne house nhất định, để thể hiện để duy những cái liquid expedition cái dòng champagne được cho vào đấy thì đều có cái sự đồng nhất và giúp mỗi nhà champagne thể hiện tốt nhất cái chất lượng riêng mình. Và bởi vì thế khi mà kết hợp cho vào như thế thì không một chai champagne hoặc giúp như đây chúng ta có chính là chai champagne chai Cazenove, thì chai champagne này nó là một chai non vintage bởi vì thực ra là người ta đến năm Ladies Watch năm chính xác là 2019 Ladies Watch, và khi Ladies Watch ở đây chúng ta chỉ biết đó là nó được ra đời năm 2019, còn mua thu hoạch có thể kết hợp từ nhiều năm khác nhau chứ không phải là năm 2019. Okay, tức là nó không, bởi vì nho mà để sản xuất ra chai rượu vang này thì không phải là đến từ một năm nhất định mà là đến từ nhiều năm khác nhau, đúng không anh? Okay. Ở đây em thấy có một bạn có hỏi em là đây có hỏi anh Minh Cường đấy là có phải chai champagne càng đắt thì càng ngon? Em câu hỏi cũng rất là kinh điển rồi, thì không biết là cái câu hỏi tương tự như khi hỏi chồng chai rượu vang càng đắt càng ngon thì đúng không? Đúng không? Nếu mà nói mình tìm được một chai rượu vang mà có cái giá thành thực tế của nó càng cao, hay là rượu vang đi, thì cái chất lượng của nó thường càng cao. Chuyên ngon hay không còn rất nhiều vào việc nó có phù hợp không với khẩu vị của riêng bạn. Bởi vì khi bạn ưa thích một rượu vang này nói chung hay thích champagne nói riêng thì champagne cũng như rượu vang có rất nhiều khó khăn khác nhau. Và giả sử nếu bạn thích một chai vang thật nhẹ nhàng, một chai champagne rất là nhẹ nhàng, thanh mạnh, tinh tế, mượt mà, thì ngay cả khi cho bạn một chai cực kỳ đắt, cực kỳ ngon như nữa, nhưng mà nó lại nhiều củ sồi rất là đâu này, rất là đầy đặn, đậm đà này, rất là dày mình này, thì nhiều khi có thể bạn không cảm nhận tốt được. Nhưng tuy nhiên nhìn chung chúng ta có thể biết được chất lượng của một chai rượu bằng những cái đánh giá khách quan dựa vào đánh giá chuyên môn của những cái nhà đánh giá nổi tiếng trên thế giới, hay còn dựa vào những cái nghiệp chuyên môn của những hiệp hội sommelier hay là những cái trang đánh giá vang nổi tiếng chúng ta có như Whitespectator, Decanter, James Suckling hay Tim Martin, thì những đánh giá mang tính tương đối khách quan để từ loại champagne hay từ dòng champagne nhất định. Tức là bởi vì thực ra theo như em thấy nhé, thì yếu tố giá thành được cấu thành từ rất là nhiều yếu tố khác nhau, và đôi khi giá còn dựa vào trên thương hiệu này chẳng hạn này, thì giống như các bạn đi mua sản phẩm khác thì thôi, thế nên là giá thành nó chỉ là một yếu tố. Còn khi mà bạn đã có uống thưởng thức rượu vang nhiều trong một thời gian thì mình sẽ có một cái gu nhất định về rượu vang của mình, đối với mỗi từng cá nhân thì sẽ biết đấy là chai rượu vang này có ngon và phù hợp với mình không, còn có thể là không ngon đối với mình nhưng mà lại rất ngon đối với anh Lincoln, hoặc là ngược lại. Ok, ra một ly tiếp nào. Ly kia có phải ly hôm trước không các bạn? Cái ly này thì như anh Lincoln lúc nãy cũng có trao đổi ấy, nó cũng chính là cái ly Baccarat, nhưng mà nó là một cái dòng khác. Anh có thể nói rõ hơn là cái chi tiết là cái bộ siêu tập đấy nó chỉ sản xuất ra hai kiểu ly thôi ấy. Thì anh có thể nói rõ hơn cho mọi người. Chính xác thì bộ siêu tập này nó sản xuất ba ly khác nhau, trong đó có hai loại chuyên dùng cho vang. Thì chúng ta ở đây là chúng ta có ly Baccarat của Joseph Vasse chuyên cho champagne và băng sụt nói chung. Thì thiết kế của nó có sáng có sự ôm dáng nhỏ hơn này, ôm nhiều hơn, giữ hương vị tốt hơn, như là thiết kế để ôm gọn giúp chúng ta xoay đi một cách thoải mái tự nhiên, như là hương vị được đưa lên cách tốt nhất và phù hợp với đa phần những champagne khác nhau. Bên cạnh đó thì thiết kế của phần giữa đây chúng ta có thiết kế là giống như một trái tim có kim cương, giúp lý này khá là nặng, nếu bạn cầm một chút thì bạn thử cầm
thế là nó nặng hơn đâu đó khoảng 2-3 lần một kg bình thường. Bởi pha lê nó làm chất lượng của pha lê rất là dày, rất là chất lượng rất là cao. Thì ra cần cái tìm đây giúp các bạn có thể giữ chai, giữ ly trong, đi xung quanh này và xoay đi một cách tự tin hơn một chút. Thì cái ly mà chúng ta dùng lần buổi trước ấy, thì đó là một ly chuyên cho vang đỏ. Thì ra thiết kế nó to hơn này, như phần phía bầu có sự nở ra, phần đầu có sự nở ra, giúp hương vị của vang đỏ được để đến mũi mình tốt hơn. Cũng như việc ly vang to hơn sẽ giúp cho những cái dòng rượu vang có cái độ tỏa hương tốt hơn này, độ đậm đà tốt hơn này, nó sẽ phát triển tốt trong cái không gian đi đấy. Ok, mọi người có hỏi thêm là vậy thì champagne thì nên uống vào trong những ly như thế nào thì mọi người thấy trên thị trường ấy rất là nhiều loại ly mà người ta nói đấy là ly champagne ấy, thì anh có thể chia sẻ thêm không? Đây chúng ta có những cái bài mẫu nếu bạn biết thì chúng ta có rất nhiều cách thức ly champagne. Một hai dòng ly cơ bản nhất chúng ta nhìn thấy đó là ly champagne, đó là một dáng ly khá là bót cao, bề bộ phía đầu không có sự khung gì cả. Và ly thứ hai đó là ly fruit, khi một dáng khá là nhỏ, khung dài. Chúng ta có thể thấy đây ly fruit cơ bản khi mà có sự nhưng mà nó không bị che như này đúng không? Nó trong cái này chỉ để to thôi. Ly sẽ cao dài thẳng. Thì khác biệt đó là dòng ly fruit và ly trumpet ấy, giúp cho bọt khí giữ tốt hơn, đặc biệt là ly fruit đây với tiết diện khá nhỏ giúp cho bọt khí thoát ra cách chậm rãi từ từ vào ly champagne hay là băng sủi được một cách lâu hơn với bọt sủi của nó. Tuy nhiên thì theo thời gian, đặc biệt là với những dòng băng sủi cao cấp như champagne, khi mà nhiệt độ đây chúng như mọi người thấy nên được không muốn để cái này trong ngăn đá lạnh quá lâu và để nhiệt độ thường để cho hương vị bắt đầu phát triển hơn. Không bị quá lạnh thì với những dòng băng sủi cao cấp như champagne chúng ta lại cần một những dòng ly khác nhau, những dòng ly có tiết diện lớn hơn như là khả năng phát triển mùi tốt hơn trong ly. Bởi vì thế rất nhiều người hay uống ly champagne trong ly băng trắng. Đấy là một cái phong trào khá là rộng trong thời gian vừa rồi. Theo thời gian thì cái phong trào này đã kéo theo sự phát triển của ly theo dạng tulip. Ly chính ly Baccarat đây chúng ta làm thiết kế theo tulip giống như một hình bông hoa tulip. Ly là sự gọi là sự giao hợp kết hợp giữa chính là ly flute và ly vang trắng. Đây chúng ta vừa có sự thuôn dài giúp cho bọt khí phát triển một cách nhẹ nhàng. Ở đây có một bạn có hỏi em là champagne thì có ngọt không? Cái này thì rất là hay. Thì trên thực tế khi champagne thuở mới đầu người ta rất vang sủi, vang champagne sủi ấy, thì vốn champagne khá là ngọt. Và người ta từng nghĩ, người ta từng nghĩ từng quan niệm đó là vang champagne càng ngọt thì có đánh giá chất lượng càng cao. Khi chúng ta có như ở cuvée Guercia có thể đến hơn 400g đường trên một lít. Tuy nhiên theo cái thị hướng bây giờ như là khả năng phát triển, khả năng làm rượu vang ngày càng phát triển thì người ta lại hướng đến hơn những dòng champagne ngày càng ít ngọt hơn. Như ở đây chúng ta hay là mọi người nếu mà nhìn trên thế giới bây giờ thì đa phần đến hơn 70% các chai champagne trên thế giới sản xuất bây giờ đó là theo Brut style. Mà Brut đây chúng ta biết đó là sẽ là dưới 12g đường trên một lít. Và với vị như này ấy, thì đa phần những chai Brut, không chính xác là tất cả những chai Brut sẽ đều không có vị ngọt. Tuy nhiên nếu giả sử bạn nào thích champagne ngọt thì có thể tìm những chai như Demi-sec, sec, hay thậm chí nếu bạn may mắn có thể tìm một chai champagne douce khi mà trên 50g đường trên một lít. Thì những chai champagne đấy sẽ có vị ngọt rõ ràng hơn. Ok, tức là thực ra bản thân trên chai nó cũng có những thông tin ghi rõ nhiều từ đấy rồi đúng không anh? Rồi. Ví dụ như là ở trên chai ở đây thực ra ở đằng trước này, đây mọi người ở phía góc trái ạ, nó có ghi chữ Brut như thế này là thể hiện được cái lượng đường. Tức là khi mà mình phải tìm hiểu kỹ hơn về champagne thì mình sẽ biết là cái mức độ đấy thì nói lên là có bao nhiêu gram đường trên một lít. Trong tỷ lệ cái chai rượu vang này. Nhưng mọi người đừng nhầm lẫn cái đường ở đây thì có phải là đường cho vào thêm vào chai rượu không ạ? Hay như là đường tự nhiên, em thấy cái câu hỏi này đặt ra rất là nhiều ấy. Thực ra đường ấy, thực ra đây chính xác là đường được làm thực có thể lấy từ mật mía hoặc là chiết xuất từ nho. Nhưng mà đây là đường tự nhiên chứ không phải đường hóa học. Vâng. Okay. Có thể làm từ mật mía nhé. Nghĩa là đường cho vào trong những chai champagne đây, cái gọi là người ta gọi là dosage hay là cái phần đường cho thêm vào ấy thì có thể được làm từ cả mật mía. Vâng. Kiểu sugar cane luôn. Thế có những cái nhà sản xuất nào mà họ không dùng đường thêm bên ngoài không? Họ chỉ dùng cái lượng, cái sự ngọt ở trong trái nho thôi. Đó. Nếu mà tính đến chúng ta thử dòng champagne của Drape, thì Drape là nhà rất là chú trọng đến Put Natural Style hay là dòng champagne mà gần như không cho một chút đường thêm vào cả.
Prut Nature người ta rất là nổi tiếng, đặc biệt là cái dòng Prut của người của nhà Drape một tí nữa chúng ta sẽ thử nếm ở đây, thì lượng đường người ta cũng đạt mức tối thiểu cho phép của Prut đó là 6,5 gram trên một lít, và người ta chú trọng đến cái sự tinh khiết, sự tinh tế thanh tao của chính cái rượu vang chứ không phải cho thêm đường vào. Ok. Ở đây à đây cũng có mấy bạn hỏi về năm phiên tại sao có năm trên chai hay không, thì thực ra lúc nãy mình với cả Lincoln cũng có nhắc đến rồi. Đấy là phụ thuộc vào cái nho sản xuất đấy mà mình cầu người ta có sử dụng nhiều nhiều năm kết hợp lại với nhau hay không. Hoặc là nếu mà nho mà sử dụng toàn bộ trong niên vụ đấy thì chúng ta mới để năm bạn ở trên chai. Ở đây có một bạn hỏi đấy là vang sủi và champagne thì có giống nhau không? Có phải là một không? Thì có một câu Linh hay, thưa Linh đi rất nhiều training và chia sẻ rồi, thì có một câu Linh hay nói đó là tất cả champagne thì đều là vang sủi, nhưng mà không phải vang sủi nào cũng là champagne. Lý do bởi vì để được gọi là một champagne, để gọi là champagne thì bắt buộc nó phải là vang sủi. Nếu nó là vang trắng hay đỏ nó sẽ phải đi thêm cái tên khác. Chúng ta có tục Champenois cho vang trắng đỏ, hay là José de Gaici cho vang hồng đến từ vùng champagne, tuy nhiên phải đạt theo những tiêu chuẩn khác định, mặc định khác nữa. Tuy nhiên để được gọi là một champagne, để gọi là champagne thì nó phải là vang sủi đến từ vùng champagne, như mình như anh có nói chia sẻ về thổ nhưỡng, chỉ lịch sử của vùng rồi. Phải làm theo phong cách của vùng champagne, tức là chúng ta sẽ có nho sử dụng phải là nho đến từ vùng champagne. Trong đó chúng ta có 7 giống nho được cho phép, bao gồm 3 giống nho chính là Pinot Noir, Pinot Meunier và Chardonnay. Sẽ thấy rất nhiều trong các cái champagne khác nhau. Ngoài ra là 4 giống nho hơi khó tìm thấy một chút nữa. Chúng ta có Petit Meslier, Arpan, Pinot Gris và Pinot Blanc, hay gọi là Phô Mang Tô. Thì đây là những giống nho ít dễ dùng hơn mà đều được cho phép trong 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 việc làm champagne. Trong sản xuất năm Đấy. Bên cạnh đó thì cái sản xuất của champagne cũng phải theo cái quy định rất là ngặt nghèo, như anh có chia sẻ về việc lên men 2 lần và việc lên men lần thứ hai phải ra trong chai, cũng như những tiêu chí về việc ủ trong với cả con men có 15 tháng cho non vintage, rượu không theo một vụ nhất định, hay với vintage champagne phải tối thiểu là 36 tháng. Ở đây có một bạn có hỏi em thêm đấy là anh có thể nhà champagne nào thì là nhà sản xuất champagne ngon nhất? Mà nhất là khó rồi. Thì cái này thực ra đây là phụ thuộc rất nhiều vào cái cảm nhận riêng của từng bạn, và có thể có một số cái kỷ niệm riêng của bạn với cái nhà champagne nhất định nữa. Giả sử Linh ở đây thì chia sẻ rất thật lòng, đó là thì thực ra trước khi Linh vào Đa Lộc, Linh đã có cơ hội thử nếm Drape ngay ở khi champagne Drape còn chưa về Việt Nam, à, đâu, chưa về nhà Đa Lộc. Thì Linh có cơ hội gặp gỡ chủ là anh Michel Drape, cũng ngồi nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Và khi thử nếm những chai Drape của nhà này, đặc biệt là chai Concentré mà đến từ việc aging được diễn ra dưới lòng biển ấy, thì Linh thực sự thấy rất là ấn tượng. Bởi thế từ trước khi về Đa Lộc, trước khi uống Drape ở Đa Lộc, Linh đã có cái ấn tượng rất là tốt về Drape. Thành ra nếu mà nói champagne house yêu thích của Linh không phải là thiên vị Đa Lộc, thì đây là một nhà Linh rất là yêu thích. Tuy nhiên một số nhà champagne ngon mà chúng ta có thể nên tìm hiểu thêm thì bên ở Đa Lộc chúng ta có Dutch, hay những nhà nổi tiếng khác như Tattinger, Bollinger, hay những trà cực kỳ nổi tiếng mà phổ khắp toàn trên thế giới. Chúng ta có thể kể đến như là Moët Hennessy, Moët Chandon với chai Dom Pérignon, hay nhà Krupp Runa. Đây đều những nhà rất là tốt và của những nhà phân phối khác. Dĩ nhiên là Dutch và Drapier bên cạnh đó vẫn là những nhà yêu thích. Ok, cảm ơn anh Linh. Ở đây lúc nãy bạn Vi thì có hỏi là champagne thì có cái bảng xếp hạng không? Champagne chính xác là thứ là việc xếp hạng của champagne, nó đầu tiên phải nói đến cái đầu tiên champagne người ta hay tính theo house, nghĩa là theo từng nhà, và trước kia người ta có sự thành lập của gọi là Grand Mark, hiệp hội những nhà champagne hàng đầu, đâu đó khoảng 24 25 nhà, bảng còn là cái group đấy, cái nhóm đấy đã được bị bãi bỏ, sau đó được thành lập lại với hiện giờ là đến 75 nhà khác nhau trong Grand Mark. Tuy nhiên việc bảng xếp hạng khi mà nói đến xếp hạng của champagne thì nó lại không đi theo nhà mà nó lại đi theo cái gọi là theo từng làng. Trong đó chúng ta có 14 làng được đánh giá là Grand Cru, 44 làng là Premium Cru, và Linh nhớ không nhầm là phải 177 hay gần 200 nhà, đó là được gọi là được được đánh giá trong ấy thôi, Village. Village. Ok. 17. Ok, mình nào mình cũng xem tiếp vào những câu hỏi khác của các bạn nhé. À mọi người lưu ý nhá, ba người đặt đơn hàng đầu tiên
mình nói rõ hơn về cách đặt đơn hàng này vì có một vài bạn hỏi. Đây là cách đặt đơn hàng để các bạn có thể comment trực tiếp vào buổi livestream này hoặc các bạn nhắn tin cho fanpage WeWise Việt Nam. Thì mình bên mình các bạn ở WeWise cũng đã đang trực sẵn để đợi các cái tin nhắn mọi người. Chỉ đối với ba đơn hàng đầu tiên duy nhất thì WeWise thì sẽ tặng cái chai Champagne Đức khi bạn mua một chai Chardonnay Cabernet Tête de Cuvée này và một chai Cask d'Or của Decapie. Chỉ đối với ba người đầu tiên thôi. Còn đối với những đơn hàng tiếp theo bạn ở chậm chân hơn một chút thì chúng ta vẫn sẽ được tặng một cái champagne nữa, đấy là chính là một chai champagne Sauvignon Blanc nữa. Như vậy là chỉ mua cần mua hai chai thì các bạn sẽ có tất cả là ba chai top những cái chai champagne đáng thử nhất nhé. Quay trở lại các bạn gọi điện đặt hàng à? Các bạn gọi điện đặt hàng ok nhé. Hiện nay thì mình và anh Lincoln đang ở WeWise 94 Lý Thường Kiệt, còn hotline của WeWise vẫn đang hoạt động 24 trên 24. Ok, champagne của nhà nào thì ngon nhất? À, ok, câu hỏi đấy em xin phép trả lời rồi ạ. Bạn Nguyễn Phượng có hỏi là cho em hỏi champagne màu hồng thì có phải là pha vang trắng vang đỏ vào với nhau không anh? Không, chính xác thì do tôi đều biết là với những người đã tìm hiểu về rượu vang một thời gian thì đều biết vang hồng, đa phần vang hồng ở những vùng vang hồng nổi tiếng thì không cho phép giữa pha trộn giữa vang trắng hay vang đỏ để thành vang hồng. Tuy nhiên ở Champagne thì đây lại một cái vùng khá là cá biệt khi việc pha trộn giữa vang đỏ, vang hồng được cho phép, và đa phần vang hồng, đa phần Champagne hồng đều được sản xuất theo cách này. Đặc biệt một chút thì trong khoảng 20 năm gần đây thì việc sản xuất Champagne theo dạng là Seigneur Method hay phương pháp lên men lần thứ hai về vang hồng luôn ấy thì đang ngày càng phổ biến. Với Drape ví dụ thì Drape có một chai 100% Pinot Noir José de Seigneur rất khá nổi tiếng với việc là sản xuất theo phương pháp Seigneur Method. Tuy nhiên như bạn bạn Vẫn bạn Phượng có hỏi thì champagne hồng được cho phép kết hợp giữa vang trắng và vang đỏ. ok. Ở đây em thấy bạn Thảo nói là anh Linh hôm nay nói nhỏ hơn, mọi người có đang nghe rõ anh Linh cần nói Thế do loại. lúc nãy em thấy hình như nó bị mất kết nối Ok, ấy. không biết Nên bạn là nghe có rõ thể là nhỉ? lúc Sẽ Linh sẽ cố gắng nói to lên một chút. giờ thì mọi người đã nghe rõ hơn chưa, mọi người nhớ comment ở phía bên dưới cho mình biết nhé. Nếu mà nhỏ quá thì mọi người nhớ nhắc nhở luôn để điều chỉnh ngay. Ok. Champagne sao lại đắt vậy? À, champagne có gì mà đặc biệt vậy anh? Ok. Thực ra tất cả những cái yếu tố mà như anh Linh cần cũng đã chia sẻ ngay từ lúc đầu ấy. Thì có anh trong trong lúc em xem tiếp những câu hỏi anh Linh tổng hợp lại ba cái yếu tố lúc lúc nãy xem nào. Thì Cho như mọi anh người vừa chia cùng sẻ rõ. thì là ba yếu tố chính chúng ta có thể nói đến khi nói đến một chai champagne hay giá trị của chai champagne. Đầu tiên là giá trị lịch sử, một chai đã gắn liền với cả rất nhiều người nổi tiếng, rất nhiều bậc vua chúa. Yếu tố thứ hai là yếu tố về thổ nhưỡng, khi mà từ nơi trồng những cây nho cho đến cả những cái hầm rượu lưu trữ lên tuổi cho champagne đều là những có chất đất rất đặc biệt, chất đá phấn giúp cho cái điều kiện độ ẩm cũng như là nhiệt độ được bảo trì một cách chột, gọi là chuẩn nhất cho mỗi chai champagne. Và cái thứ ba đó là phương pháp sản xuất, khi mà việc lên chai, lên men trong chai được diễn ra trong từng chai luôn, việc kiểm soát đây thì rất khó khăn trong một thời kỳ rất dài. Việc này là sản xuất hoàn toàn thủ công, từ việc kiểm soát cho con men như nào, dựng chai làm sao, xoay chai như thế nào cho con men đi xuống, cũng như là làm sao để lấy cái nút cùng con men chết ra, được diễn ra vô cùng, diễn ra dưới sự kiểm soát vô cùng khắt khe để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Cộng dồn tất cả những yếu tố này và những yếu tố khác nữa mà Linh chưa tiện có thể kể ra thì làm cho giá trị từ giá thành thực tế của một chai champagne thường sẽ cao hơn khá nhiều những chai vang cơ bản ở vùng khác. Anh Linh ơi, ở đây có một vài bạn đang kiểu đợi để ra quyết định mua tốt hơn, để là anh Linh có thể giới thiệu cụ thể hơn về cái champagne Sạt Cazorốc mà chúng ta đang thưởng thức ngày hôm nay không? Ok, chính xác rồi. Thì chắc Cá Rốt thì đây là một nhà champagne đã có mặt trên thị trường từ năm 1811 cho đến giờ, được thành lập từ năm 1811. Với Chardonnay Cá Rốt thuộc Group Georges Martell, đây chính là tập đoàn sản xuất champagne hàng đầu về sản lượng trong những cái nhà champagne được sở hữu bởi gia đình. Đây là gia đình Carpegno. Và từ năm 1811 đến bây giờ, Cazenove đã có tên trong rất nhiều bảng xếp hạng, được có tên trên rất nhiều airline khác nhau, từ chúng ta có cả Lipton Airlines, American American Airlines Airlines, Hồng Kông Airlines, Delta, Delta bên bên America, này. trong những cái tiệc quan trọng nhất khác nhau nữa. Ngoài ra thì khi nói đến chai champagne Chardonnay Cazorla, đây cũng là chai champagne đến năm 2019, đó là chai và champagne bán chạy đứng thứ tư ở thị trường nước Pháp với Wow. sản lượng cực kỳ lớn.
Và theo như em được biết ở đây, trong cái thời gian qua mà WeWine bán hàng thế thì đây là chính là một trong những chai champagne bán chạy nhất ở Đại Lộc, của tức là về cái hệ thống kênh bán buôn và cũng như kênh Chính bán xác ạ. lẻ của WeWine đó. Tức là đây là một cái trong những chai mà kiểu mọi người thấy là ở cái mức tầm giá so với mức chất lượng của nó thì thực sự đã rất là tuyệt vời, và cái mức này là cái mức rất là dễ tiếp cận với tất cả mọi Chính người xác, đấy. chính xác. Và rất hay vì Linh đã chọn chúng ta cho chúng ta thử nếm hai chai champagne khác nhau ngày hôm nay. Mà champagne này có sự khác nhau cũng như sự tương đồng nhất định khi mà cả hai chai đều base nhiều hơn vào Pinot Noir, nghĩa là có nhiều phần trăm Pinot Noir hơn. Với chai chai Cabernet đây chúng ta có 50 60% tùy theo từng năm. Với việc trụ sở của nhà Cabernet ở chính vùng Rhône, trái tim của vùng champagne, và phần lớn các vườn nho mà làm thành cái chai champagne này do chúng ta có gần 40 crew khác nhau điều trong chai champagne này. Thì với việc phần lớn Pinot Noir và chủ yếu Pinot Noir lại đến từ vùng Rhône luôn, thì người ta có một chai champagne khá là cơ bản, classic, khá là mang tính truyền thống với độ đậm đà khá là cao. Pinot Noir có sự mạnh bạo nhất định, cũng như là cái việc phát triển những mùi bánh nướng, mùi bánh mì, mùi bánh bích quy từ việc lên men trong chai với con men, nó cũng phát triển rất là tốt, rất là rõ ràng luôn. Đây một chai champagne có thể nói là mang tính truyền thống khá là cao. Thì tí nữa chúng ta sẽ thử một chai rapé, đây một chai champagne dựa nhiều vào Pinot Noir. Tuy nhiên từ thổ nhưỡng cho đến phong cách nó sẽ khác biệt rất là rõ ràng. Em thấy cái chai này đúng là cái độ chua của nó rất là tốt ấy. Hợp vị rất là dài. Đây đặc trưng khá nhiều cho cái champagne. Tuy nhiên để được một chai champagne tốt thì từ bọt sủi, độ chua cho đến sự phát triển hương vị thì đều phải có sự rất là mạch lạc. Thì đây là một chai champagne khá là mạch lạc. Ok. Chai này có đắt không ạ? Ok, vậy thì để Mình đi thôi. vậy thôi, không để mọi người chờ lâu nữa. Như mình cũng có nói lúc đầu là ngày hôm nay WeWine Việt Nam sẽ có một cái mini game rất là thú vị cho tất cả mọi người, và phần quà chính là chai champagne shot tại Cazenove này. Trước khi bắt đầu, mình xin nhắc lại cái chương trình bán hàng mà tôi vẫn đang tiếp tục, và các bạn trợ lý của WeWine đang thực hiện làm việc hết công suất để tiếp nhận các comment và tương tác của mọi người trên inbox nhé. Ngày hôm nay cái chương trình vẫn nhắc lại chương trình bán hàng một chút, đấy là cái chai bạn mua chai Chateau Cazenove này cộng với cả một chai champagne de Capier thì sẽ được tặng một chai champagne thứ ba, đấy là chai Chateau Cazenove, hoặc là đặc biệt đối với ba đơn hàng đầu tiên mà không biết là các bạn ấy đã tổng hợp ở đây được chưa, đấy là ba phần quà để dành cho những bạn nhanh chân nhất, đấy là chai champagne Dirt Brut Classic này. Hay trước khi bắt đầu mini game đi, mình xin nhờ anh Linh hỏi qua một chút về chai này, tại sao mọi người cần phải quyết định mua hàng nhanh hơn về và để có được sở hữu cái Okay, thì tại 1 phút quảng cáo xin phép được bắt đầu. Thì chai chúng ta có với chai champagne đặc biệt hơi buồn một chút là chưa được thử nếm ngày hôm nay, và xin hẹn bạn một lần trong tương lai không xa. Thì đây là một chai champagne Brut đến từ nhà Dutch. Đây là một nhà có truyền thống lịch sử rất lâu đời từ vùng Champagne từ năm 1838 đến giờ. Cũng như là đây là một trong những chai như Linh từng có đề cập, đó là trong bảng trong cái nhóm Grandmarnier, những cái nhà champagne hàng đầu của vùng Champagne về cái quy mô và chất lượng, thì Dutch là một trong những nhà trong hơn 70 nhà champagne đó. Ngoài ra thì Dutch cũng rất đặc biệt bởi phong cách của nhà này gần như là không có sự tiếp xúc với gỗ sồi. Thì tất cả những chai từ Brut cho đến dòng cao cấp nhất đó là Amour de Dutch thì đều không có sự hiện diện của gỗ sồi hay những mùi vị nồng đậm như mùi gỗ, mùi khói, vanilla quá hiện hữu ở trong từng chai. Việc kết hợp ngoài ra ấy, thì như Linh vừa nói, chai này thì đây là có khá nhiều Pinot Noir ở trong. Pinot Noir, Chardonnay và Meunier, cho nó Pinot Noir nhiều hơn, mang độ đậm đà nhiều hơn, phong cách thể hiện rõ từ vùng Rhône nhiều hơn. Thì đây lại một chai đến từ vùng Ai A đúng không? Linh đọc vâng đúng không? Thì với chai này thì kết hợp đều giữa Pinot Noir, Chardonnay và Pinot Meunier. Trong đó đến vùng A chúng ta lại có sự tinh tế nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và sự tinh tế này thì gần như được thể hiện một cách tốt nhất dưới việc đó là không có ảnh hưởng chút nào của gỗ sồi cả. Ok, cảm ơn anh Linh. Hy vọng là mọi người đã có thêm là những cái thông tin hữu ích để đưa ra quyết định của mình nhé. Còn bây giờ để mà không mọi người chờ lâu nữa thì ngày hôm nay phần mini game mọi người có nghe rõ không ạ? Mọi người nhớ comment bên dưới nhé, để trước khi mình công bố câu hỏi ạ. Mọi người nhớ comment nha. Ok. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Bởi vì cái phần mini game này sẽ yêu cầu sự rất là nhanh tay của tất cả mọi người, và đặc biệt là nhớ tất cả các bạn bè vào để cơ hội trúng được cái giải thưởng này sẽ được cao hơn. Và mình xin được công bố, mọi người sẵn sàng rồi đấy anh Linh Sao? ạ. Vậy thì không để mọi người chờ lâu nữa, cái chai champagne Chateau Cazenove này theo các bạn là có giá bao nhiêu tại hệ thống WeWine Việt Nam? Mọi người
Lưu ý là mọi người có thể trả lời rất là nhiều lần nhé, nhưng mà mọi người không nên và không được sửa cái comment này nhé, vì khi mà sửa comment thì sẽ không được tính nữa. Và phần quà chính là chai Chardonnay này cho tất cả mọi người. Và phần quà thứ hai đấy chính là bộ dao mở rượu của WeWine. Các bạn trợ lý của WeWine thì có thể giúp mình cùng một cái bộ dao mở rượu đúng không ạ? Để mình show cho mọi người xem. Ở đây. Vậy nhá, mọi người nhớ comment nha. Comment thật là nhiều vào. Comment nhiều lần cũng được. Tức là đúng hay sai, có thể các bạn tin chưa chắc chắn vào giá ấy, thì mọi người cứ comment nhiều lần. Còn không nên, không được là sửa comment nha. Và nhớ tag hai người bạn của mình vào để cùng đoán xem cái chai rượu vang này nhé. Và anh Linh cần giúp em show cho mọi người xem cái bộ dao mở rượu của WeWine nhé. Okay, thì đây chính là dao mở rượu đã được chọn lọc, như là được in logo của WeWine. Mọi người thấy đây, đây là chất lượng rất là tốt. Với khả năng tuyển dụng của nó thì tin rằng là với những con người yêu thích rượu vang, giả sử như Linh cần và cần một cái công cụ hỗ trợ đắc lực ở nhà, thì đây chính là một công cụ cho bạn. Ok, mình ở đây thấy rất là nhiều comment về giá rồi. 1, 2, 60, 1 triệu 500, 1 triệu 300, rất là nhiều. Ok, mọi người cứ comment thêm nha. Và mình sẽ công bố vào cuối buổi livestream này, nên mọi người cố gắng follow đến cuối nhé. Mình thấy ở đây có khoảng 548 bạn đang xem rồi. Thì mọi người nhớ comment nhiều nha, và tag các bạn bè của mình vào để cơ hội trúng cái chai rượu vang này cao hơn nữa nhé. Và tất nhiên như mình có nói đấy là nếu mà không phải là nhanh chân nhất thì mình nhanh chân nhì thì mình cũng sẽ có một cái phần quà nhỏ mang về. Và đặc biệt để lưu ý rõ hơn thì mọi người tránh như lần trước mình cũng WeWine cũng có thực hiện mini game, nhưng mọi người sau đấy có nhắc mọi người là nhớ nhắn tin cho WeWine Việt Nam. Sau khi WeWine công bố người trúng giải nhé, thì mọi người nhớ nhắn tin đến fanpage WeWine Việt Nam thông tin người nhận, thì sau đó sẽ rất là tiện hơn cho WeWine trong việc mà check thông tin của các bạn và để gửi món quà nhanh nhất đến tất cả mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok, quay trở lại vấn đề như lúc đầu mọi người có thắc mắc là mở một chai champagne như thế nào. Thì ok, sau đây mình sẽ nhờ anh Lincoln hướng dẫn mọi người mở một chai champagne, và chúng ta sẽ bắt đầu đến với chai champagne thứ hai nhé. Và ở đây mình còn thấy có một vài người bạn còn nói đấy là mở champagne thì sẽ không cần dao mở rượu, tiện quá đúng không? Ok, vậy thì chúng ta cùng xem thực tế nó như thế nào. Đầu tiên, như mọi người biết ấy, thì champagne thường được bảo quản lạnh để trong số đá trước khi mở, thì bạn nên trước hết nên lau qua cho champagne để sao chai thật là khô và không bị trơn. Tiếp theo, có một chi tiết ít bạn chú ý, nhưng mà khi chúng ta cầm chai champagne bằng tay trái hướng mặt về phía trước, thì cái phần để bóc vỏ thiếc của champagne, một chai champagne hoặc chai đang nổ bất kỳ, thường nằm ở phía bên phải. Như đây đây thôi, chúng ta có thể chính bên phải, bên phải đây, mình có thể tìm thấy phần cắt ở đây. Đôi khi cái phần cắt này có thể bị che giấu bởi phần tem, bởi thế lúc đấy bạn đừng quá e dè. Nếu này chúng ta phải dùng dao mở rượu nếu mà cần, để cắt theo đường cắt của đã có sẵn của vỏ thiếc. Tiếp theo, khi chúng ta có đến phần lồng thiếc của chai champagne rồi, bạn chú ý một chút, đó là nhiều bạn hay cố tháo này phần này ra, nhưng mà để một cách chuyên nghiệp cũng như là an toàn nhất cho bạn thì Lincoln xin nhắc các bạn là chỉ nên lấy đạo ra thôi. Với một phần vặn của phần vỏ thiếc champagne, lồng thiếc champagne này thì nó đâu đó khoảng 5 vòng, và được thiết kế chung ở gần như tất cả những chai champagne hay vang sụt trên thị trường đều có 5 vòng. Anh có thể dơ show kỹ À, hơn cho mọi người xem. ok. Đây đây cái phần này, để Đây. từ camera. Đấy thì mọi người có Ok. thể thấy rõ cái phần xoắn Giữa vỏ thiếc như xoắn thế vỏ thiếc này. đây. Đến phần vỏ thiếc này chúng ta cần làm sao? Đó là giữ thật chặt. Đến giai đoạn này bạn cần giữ dùng ngón cái giữ thật chặt phần vỏ thiếc cũng như phần nút, tránh cho phần vỏ tránh cho cái nút bật ra mà bạn không kiểm soát được. Cái này thì có cần phải khỏe lắm thì mới giữ được không anh? Chúng ta không cần quá khỏe vì Linh đã có những bạn nhỏ, khá nhỏ người nhưng mà vẫn có thể mở champagne một cách rất là thuần thục. Vâng. Tiếp theo, bạn cần giữ nút champagne và tiến hành mở champagne bằng cách giữ phần đáy chai và xoay phần thân chai. Kết hợp cùng với đó là phải là giữ thật chặt ngón cái, không để thì nút đã bị xì ra một chút rồi, bạn có thể để không khí bị xì ra, tránh tiếng động đúng không? Trong trường hợp nếu bạn muốn nó nổ thật to thì hoàn toàn có thể làm như vậy, tuy nhiên Linh gần không khuyến cáo như thế, bởi vậy có thể cho người xung quanh. Đây, đây là xung quanh đây rồi. Và em thấy là nhiều người trong cái bữa tiệc đó, mọi người hay còn sóc cái chai được. Cao hứng thậm chí là Đây người ạ. cứ thay thường dùng dao để mà mở champagne bằng cách chém champagne nữa. Môn này rất là hay, nếu mà mình có khi nào muốn thử. Ok. Wow, bỏ suối rất là nhiều. Ở đây, đúng rồi, có một lúc nãy có một bạn hỏi đấy là cách rót champagne nữa, anh cũng chỉ cho mọi người luôn.
À, thì rót champagne có một điểm chú ý, các bạn biết là champagne đều có bo sủi rất là nhiều, thế là bạn nên rót một ly champagne tương đối là chậm, như bạn nên không nên dùng dừng và quay lại quá nhiều lần. Đấy. Như chúng ta biết, như cách rót một giai vang cơ bản thôi, chúng ta không nên để cho À, đang sao ạ? cái đồng chuyện Mình đấy, chúng ta không đây. nên để cho miệng chai và miệng ly chạm vào nhau, đúng không? Không quá mất mỹ quan. Và khi rót chúng ta nên để dòng chảy xung quanh thật là liền mạch, có thể tối đa là 2 lần rót lại, nhưng mà chúng ta không để cho bọt sủi trở nên quá cao và nên kiểm soát dòng chảy của ly xung quanh đó. Ok. Cheers. Nào. À, cảm ơn anh Linh. Cheers. Mùi rất là khác. Từ màu sắc cho đến bọt sủi bạn thấy thôi, cái chai Drappe này có sự khác biệt nhất định khi mà Thầy Linh đã có trao đổi trực tiếp với nhà Drappe ở đây, đó là khi người ta sẽ tránh tối đa tác động của con người từ việc lọc filter fining, hay là việc lọc cạn của rượu được diễn ra dưới sự tác động tối thiểu của con người, giúp cho những thành phần vật chất ở trong champagne có kích thước tối đa và bọt sủi sẽ tan ra một cách chậm nhất, giữ bọt sủi tối đa trong thời gian tối đa. Wow. Thế thì hẳn là em cũng thích theo cái phong cách này, cái những gì mà tự nhiên nhất này, tức là cố gắng là giảm thiểu tối đa sự tác động của con người vào chai rượu vang và làm sao tôn lên cái bản chất rõ ràng nhất vốn có của trong những chai nho này hay là đặc trưng của nhà rượu đấy. Ok, cảm ơn anh Linh. Ngoài ra như Linh có chia sẻ từ đầu tiên, đó là hai chai này đều là những chai champagne có nhiều pinot noir hơn. Tuy nhiên nếu bạn uống, Minh thì uống Vâng. thì sẽ thấy đây là chai champagne tuy cùng có nhiều pinot noir hơn, nhưng mà sự thể hiện của hai chai lại rất cực khác nhau. Đúng, Một em chai có là thể. màu rêm với pinot noir sự mạnh bạo rõ ràng hơn. Thì đây là một chai pinot noir đến từ Oakville, đây là vùng thuộc vùng Côte d'Or phía nam nhiều hơn của nước của Champagne, Vâng. với thổ nhưỡng rất là gần với vùng Chablis, với nhiều đất đá vỏ sò Kimmeridgian. À, cái đất này hình như là em có thấy như ở Burgundy có đúng không Có chính xác chính vùng Chablis của Burgundy hay là anh? vùng phía nam của bên Anh Quốc. Ngay cả Ờ. tên này cũng là tên bắt nguồn từ một làng ở bên nước Anh luôn. Ok. Rất là cảm ơn anh Linh về kiến thức mở mang như vừa rồi. À, mình cùng xem những tiếp những câu hỏi của các bạn nhé. Hay là ok, mọi người đang thắc hỏi rất là nhiều về so sánh của những chai rượu vang này. Nhưng mà trước hết đi anh Linh giúp em tìm hiểu nhiều hơn về cái chai Cacdo này. Tại sao Cacdo. mọi người được tin dùng đến thế? Thế thì Drappe là một nhà champagne cũng rất là lâu đời, từ năm 1808 cho đến bây giờ. Và nhà này thì nó có một đặc điểm, đó là đưa đến một cái notion, đưa đến một cái khái niệm rất là mới của champagne. Khi mà rất là trong giá rất nhiều, người ta hay nghĩ champagne là một gọi là champagne theo house style, hay là mỗi nhà champagne có phong cách riêng khác biệt. Thì Drappe lại muốn thể hiện champagne của họ theo phong cách đó là thể hiện, đó là một cái sứ giả mang đến cái những tính chất riêng của thổ nhưỡng của vùng này. Với vùng Oakville, người ta nhà này sở hữu đâu đó khoảng gần 60 hecta vườn nho xung quanh làng Oakville, và thêm đó là khoảng hơn 50 hecta từ những cái người nông dân canh tác cùng họ, với thổ nhưỡng đặc biệt như này, rất là riêng biệt như này. Người ta có khả năng phát triển được cái Pinot Noir theo cách mới hơn, khi Pinot Noir ở đây sẽ có sự mềm mại, tính khoáng cao, cũng như mùi hoa quả ở đây thể hiện một cách sắc nét hơn rất là rõ ràng. Drappe ở đây, như bạn nếu mà mình đã từng ăn một quả quả hơi lạ một chút cho người Việt Nam, nó quả mộc qua, thì Drappe thể hiện rất tốt cái một loại mứt làm từ loại mộc qua đó, rất là Nếu giống. mà kiểu một loại quả khác mà gần gũi để mô tả thì anh có nghĩ đến loại quả nào không? Gần gũi hơn để mô tả thì Linh đang nghĩ đến một quả lai giữa quả Thực ra ở đây giữa em hồng có nghĩ đến ngâm giữa quả hồng ngâm mơ. và mơ giữa hồng ngâm và mơ trắng. Ừ, Đấy, vậy ở Linh đây nghĩ em là có vậy. liên tưởng đến quả quả mơ mơ vàng hay mơ mơ một loại mơ mà khá là trơn hoặc là có lông một chút ở bên ngoài. Khá giống đào đào hồng ngâm với cả mơ. Đúng rồi, đào trắng. Đào trắng em có thấy. Ở đây cùng xem nào. Mọi người đang đoán, vẫn tiếp tục đánh giá. Mọi người nhớ comment, có thể nhớ là comment có thể nhiều lần nhé. Nhưng mà đừng đừng sửa comment nha. Lát nữa các bạn trợ lý của WeWire thì sẽ giúp mình là tổng hợp xem bạn nào là comment đúng và nhanh nhất nhé. Để mình sẽ công bố và mọi người sẽ nhận giải. Bạn nhanh nhất và nhanh nhì ạ. Quan tâm nhiều Ok. rồi nhưng mà trả lời Ở đây là rất là nhiều mức giá khác nhau. Ở đây mình thấy như là
cho cái chai Tết de Cuvée này là 1.265.000 này, 1.550.000 này, 1.390.000, rất là nhiều mức giá. Vậy thì mức giá nào đúng thì chúng ta cùng đợi đến phút cuối nhé. Ok, theo như em được biết anh Linh, nhà đồ qua pin ấy này, thường champagne thì nó có rất là nhiều dáng chai khác nhau rồi, tức là họ làm từ những chai nhỏ thôi này, bằng nửa chai bình thường này, chai bình thường như này là 750 ml này, thậm chí là chai Magnum này, tức là chai gấp đôi này, hay còn các cấp cao hơn nữa ấy. Nhưng em nhớ là có một điều đặc biệt liên quan đến nhà Decapier nữa, về trong cái quá trình lên men ấy mà em không không rõ thì anh có thể chia sẻ kỹ hơn mọi người. À có, thì Drapen cũng tự hào đó là với việc đó là đa phần rất nhiều nhà champagne có những kích cỡ to hay là nhỏ khác nhau cho champagne. Tuy nhiên với những kích cỡ to ấy, những chai champagne to ấy, thì người ta thường sản xuất theo cách đó là người ta việc lên men lần thứ hai trong chai diễn ra trong trong chai cỡ cơ bản 750 này. Sau đó những chai 750 được chút vào một cái bục Dáng kiểm chai soát to hơn ạ. và được đưa vào một cái dáng chai to hơn. Từ Ok. ví dụ như ta có Magnum, Jeroboam, Rehoboam đến kích cỡ to như Mekia hay là Methusa, từ Methusaler và Mekia về sau. Tuy nhiên từ kích cỡ nhỏ nhất là Demi cho đến kích cỡ là 3 ml thì nhà Drape hoàn toàn là việc lên men ra trong chai. Cái này nghe thì mình nghĩ là rất đơn giản. Tuy nhiên như Linh vừa nói về kiểm soát con men phát triển ở trong chai, việc lên men lần thứ hai như nào nó cực kỳ tốn công và cái này nhiều khi không thể kiểm soát bằng máy móc được. Và nếu nếu cùng kích cỡ chai 750 thì kiểm soát tương đối là dễ dàng hơn. Nhưng để có được cùng một chất lượng chai Drape Cador cùng chất lượng như vậy mà lại cho những kích cỡ chai khác nhau thì cái việc để bảo chất lượng này nó tương đối là khó khăn, không phải lúc nào cũng làm được, không phải nhà nào cũng tự tin là có thể làm được. Và Drape là một trong số ít những nhà tự tin làm được điều đó. Đúng rồi, cũng giống như là cái việc mà rõ ràng mình đổ toàn bộ vào một thùng này xong rồi chia ra các chai khác nhau, nó sẽ khác hoàn toàn so với cái việc mà mình phải chăm sóc nó trong từng đối với Đúng từng rồi, kích thước khác nhau được đúng đúng rồi, như kiểu không dạng là nuôi con ăn dặm với cả nuôi con anh? uống sữa mẹ kiểu thế. Ok, hai style rất là khác nhau. ở đây đây mọi người có hỏi em là vị của champagne này như thế nào, anh Linh cũng vừa chia sẻ champagne thì có dễ uống không Hỏi một người yêu anh? champagne cho dễ uống không thì chết rồi. Thưa Linh có thể cũng chia sẻ một câu là champagne cực kỳ dễ uống, mà để mà đủ tiền tiêu cho champagne thì không có dễ chút nào. Nghĩa là Đúng. nếu bạn yêu champagne thì là tình yêu sẽ đi qua rất nhiều thứ được. Ok, và đặc biệt là nếu bạn nào mà mua nhiều của WeWine sẽ có ưu đãi đặc biệt. Nên là cũng không cần quá lo về ví dụ về mức giá và tại sao champagne đắt thế. Thì hãy cứ liên hệ WeWine nhé, tự tin lên và mọi người sẽ được các bạn nhân viên của WeWine tư vấn nhiệt tình xem là chai rượu vang nào thì phù hợp với các bạn nhé. Ok, xem nào. Tiếp tục nắp chai lạ và đẹp quá. Đúng rồi, mình có thấy là thực ra cái nắp chai của champagne khác hoàn toàn so với những nút chai của những cái chai rượu vang bình thường. Các mọi người thấy ở đây là nó thường có một đầu rất là to này, và một đầu rất rất là nhỏ như thế này. Anh Linh ơi, tại sao nó lại khác như thế so với những cái nút chai kia? Thực ra tất cả những cái nút chai mà từ những chai sữa vang cao cấp người ta hay có gọi là nút gỗ bần thì gỗ bần được chọn bởi vì nó có khả năng co giãn giãn nở rất là tốt. Thì với nút champagne sự giãn nở này được để lên mức tối đa. Khi mà thực sự là nếu bạn để ý một chút thì nút champagne thực ra được thiết kế từ nhiều lớp gỗ khác nhau được dán vào và bởi thế sự giãn nở nó sẽ có sự khác nhau. Với khi chúng ta dưới cùng một áp suất chúng ta sẽ có một phần sẽ thu vào nhỏ hơn giúp chúng ta có thể đưa nút chai vào trong và để cho nó nở ra sau đấy. Bởi thế vì bạn có thể thấy cái hình dáng nút chai sẽ ra như này đấy. Ok. Và có một chi tiết ra nếu bạn tinh ý một tẹo nữa thì khi quan sát nút champagne bạn có thể biết được đó là chai champagne đấy đã được deglaze lâu chưa, nghĩa là người ta được đóng chai đóng nút lâu chưa. Ví Thế dụ thì cho cũng hai được. nút này chúng ta thấy luôn drape là đã được khi mà đây giữa hai đây có một hình dáng khác nhau rất rõ ràng nếu bạn nhìn thấy nhỉ, nếu bạn nhìn thấy đây thì chúng ta thấy nó luôn chai Casanova này một chai mới được Discord khi mà cái phần giãn nở này nó còn khá là Rất to, là lớn, nó chưa bị đúng thu không? lại, nó chưa thời gian. Với Drape thì đây là cái nút chai đã có thời gian tương đối là dài hơn một tẹo. Thành ra là cái nút cái phần phần giãn nở của miệng chai nó nhỏ hơn rõ rệt luôn so với cái nút này. Ok, vậy là dựa vào nút chai thôi là mình cũng đoán được tương đối xem là cái Chính xác. chai này đã được đóng chai và xuất xưởng lâu chưa. Chính xác, chính xác. Ok. Discord. Ở đây em có thấy một vài bạn có hỏi em về số hotline của WeWine. Ok, em xin phép mọi người một chút. Thì hotline của WeWine thì số hiện nay đấy chính là 1900 636 749. Mọi người nhớ nhanh tay nhé, vì tất cả mọi người ở WeWine đang chờ đợi các cuộc gọi của các bạn. Ok, đây có rất là nhiều câu hỏi thêm.
Sinh nhật em lại tận cuối năm. Ừ, Lincoln sinh nhật cũng gần cuối năm. Người muốn tặng Lincoln thì biết là tặng gì rồi đấy. Anh Linh được khéo gợi ý á. Ok, chan đồ gắp thì ăn kèm đồ ăn gì? Ở đây thì có một bạn có hỏi em. Chan đồ gắp thì tiện. Pairing của Trappier và các nước tương đối giống nhau thì đương nhiên hướng đến nhiều món hải sản nhất định, hay nếu mà chúng ta có những đồ chiên dầu mỡ, chiên giòn như kiểu khoai tây chiên, cá chiên, tôm chiên. Nếu bạn muốn những món ăn Việt thì có thể chọn những món có tông chua một tẹo như chúng ta, như Linh còn nói đến gỏi sứa hay gọi gỏi rồi. Với hai chai này thì nhìn chung chai Casanova có thể kết hợp tốt hơn với cả những cái đồ chiên rán dầu mỡ và những đồ sốt nghệ béo, sốt mayonnaise, sốt chấm sốt ketchup hay những sốt mà nó đánh nhiều vào bột tạt hay mayonnaise, nhìn vị hăng đậm hơn một tẹo. Với chai Drape thì lại nghiêng hơn về các hải sản tươi sống, khi mà chúng ta sẽ có nhiều cái fruitiness, cái độ tinh tế, độ hương hoa quả nó rõ rệt hơn, nó sắc nét hơn, kết hợp tốt với những món gỏi, gỏi cá, gỏi sứa hay là các loại hàu hải sản chế biến sơ thôi thì rất là phù hợp. Vâng, và như em biết là thực ra champagne thì nhiều khi đôi khi mình thưởng thức sống cũng được. Thì có hợp lý không? Chính xác. Có một cái người hay sợ một xíu nữa là vì champagne có acidity, độ chua khá là cao, thành ra nếu uống không ấy, nhiều người thấy nó hơi 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 hơi, hơi Khó chua một chịu tẹo, à? hơi khó một chịu, hơi Vâng. hơi đầy bụng một tẹo. Thành ra nhiều người vẫn thích có thêm đồ ăn cùng kèm hơn. À, Tuy nhiên ok. nếu bạn mà có một số, nếu bạn muốn kỷ niệm một dịp gì đó, muốn khai vị trước bữa ăn và biết sau đấy chúng ta sẽ có rất nhiều món ăn và rất nhiều loại rượu khác nhau rồi, thì champagne hoàn toàn là một sự khởi đầu rất là tuyệt, khi mà chúng ta kích thích dịch vị này, cũng như là để cho dạ dày nó hoạt động dần dần để khi đi vào những món tiếp theo thì từ gọi là cái khẩu vị cũng như là sự trải nghiệm của bản thân nó sẽ được mở rộng ra nhiều hơn. Và thực sự đúng là khi mà em uống những cái chai champagne này thì em thấy những cái bọt khí ấy khi mà tan ở trong miệng đúng là rất là thú vị. Đấy là một cái cảm giác mà kiểu khi mà có một cái gì đấy rất là sảng khoái ấy, trong khoang miệng của bạn Chính xác. ấy. Chính vì thế mà người ta hay ví là champagne và caviar là cái hay vì đấy kết hợp rất là hoàn hảo. Khi chúng ta có sự đậm đà, hơi đậm quá, đậm vị một chút của caviar và cái sự hương hoa quả, độ Độ tươi chua này. mới, vị chua của champagne. Bên đó bọt sủi của champagne và bọt cái sự cái texture cấu trúc của caviar Vâng. một sự tương đồng nhất định, một cái sự kết hợp có thể nói Ừ. là như một số gọi là những người nổi tiếng ở Nga đã chia sẻ, nó sẽ kết hợp chỉ cho vua chúa. Oh, tức là nó rất là sang chảnh đấy Sang đúng chảnh. không? Ok, nhưng mà không cần thiết đến thế đâu, bởi vì champagne nó cũng là một cái thứ đồ uống như anh Linh còn chia sẻ đấy là rất dễ kết hợp với nhiều đồ ăn khác nhau. Đây là mọi người cứ tự do thưởng thức, hãy lựa chọn chai rượu vang mình thích, hãy lựa chọn đồ ăn mình thích. Vậy là nó sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo trong một cái cảm giác tuyệt vời nhất trong một ngày đặc biệt. Uống chút bay thì có thể. Ở đây em có thấy bạn Mai có yêu cầu là mình có thể cùng ly lại được không? À. Mình nghe muốn nghe tiếng baccarat một lần nữa. Ok, một các Ok. bạn cùng uống với mình và Nhớ ghi rõ nha. Lincoln nhé. Cheers. Ở đây có một bạn hỏi là vậy thì cái chai champagne mà ngon nhất của WeWine hiện nay đang có là chai Khó nhỉ, thì thường là Linh nghiêng cho champagne Drape, nhưng mà nói tâm công bằng là nhắc nếu đến mà tình yêu một chút đi anh. nói về cái khách quan một tẹo hay là nói về cái tầm chất lượng cao nhất về của champagne mà bây giờ WeWine đã phân phối, thì chúng ta có chai đại diện của nhà Champagne Dutch, đó là Amour Dutch, một chai như mọi người biết Amour chính là tình yêu trong tiếng Pháp. Đây một chai thể hiện tình yêu, sự tinh khiết, sự trong trắng, sự thánh khiết của một chai champagne. Khi đây là một chai Blanc de Blanc, hoàn toàn là Chardonnay, không một chút ảnh hưởng của gỗ sồi, và sự tinh tế của nó là một cái gì đấy rất ấn tượng với người uống champagne. Và đặc biệt là như em được biết các bạn có nhắn nhủ với em vừa rồi đấy là chai Amour đời đất thực ra là nó cháy hàng rất là nhanh ở WeWine. Ngay vừa gần đây nhất thôi thì WeWine cũng vừa về mấy chai champagne Amour đời đất này, nhưng mà về Việt Nam một cái thôi là gần như là out stock ngay vì mọi người khách hàng rất là yêu thích và đặt hàng rất là nhiều. Rồi ở đây thì mình có thấy là một bạn có hỏi với em đấy là champagne thì thích hợp uống với mùa nào nhất anh nhỉ? Lại hỏi Có về vẻ mình. xuân hè thu đông hay là mùa nào cũng rất là hợp. Với bản thân Lincoln là một người rất là yêu rượu vang ấy, thì champagne là một đồ uống có thể uống từ sáng đến tối, vì thực ra sáng nay Linh uống champagne rồi cho đến tất cả mùa trong năm. Tuy nhiên với những người mà thích thưởng thức theo theo dịp theo mùa thì champagne là một đồ uống thức uống mùa hè,
hay là mùa xuân rất là phù hợp, khi mà tâm hồn của người đang rất là tươi mới, rất là nhiều cảm xúc, thì sân bay là một đồ uống mang lại rất nhiều cảm xúc cho bạn. Cảm ơn anh, hy vọng là câu trả lời của anh Lincoln vừa rồi đã đáp ứng được phần nào những thắc mắc của các bạn kiến thức về champagne nhé. À, bây giờ thì mình sẽ nhờ các bạn trợ lý gửi cho mình cái kết quả mà các bạn đã trả lời đúng và nhanh nhất, xem liệu ai có đã trả lời đúng chưa. Và đặc biệt là mọi người lưu ý nhé, là cái chương trình bán hàng đặc biệt ưu đãi của ngày hôm nay sẽ diễn ra tiếp tục đến lúc 12 giờ đêm. Tức là mọi người có quyền nhắn tin này hay là comment ở ngay dưới bài post này luôn về chuyện đặt hàng, và bên WeWire sẽ trách nhiệm, chịu trách nhiệm là liên lạc với tất cả các bạn nhé. Và trước khi công bố này, một lần nữa mình xin nhắc lại để tránh trường hợp là chúng ta nhận được quà muộn này hay là khó khăn trong việc liên lạc ấy, thì mọi người sau khi Minh và anh Lincoln công bố người trúng giải, mọi người hãy nhắn tin cho fanpage WeWire Việt Nam là thông tin người nhận này, địa chỉ nhận như thế nào để WeWire có thể chuyển phần quà này nhanh nhất tới tất cả các bạn nhé. Ok, trước khi công bố giải thì mình phải công bố giá của chai này trước đúng không anh Linh? Và như Linh Cần thì À, có rất nhiều bạn trả lời sát và đúng rồi, thì Linh Cần xin chia sẻ với giá bán lẻ chính thức của chai Champagne Charles Cazenove, đó chính là tất cả 1.265.000. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã quan tâm và tìm hiểu thêm về giá chai này, và đặc biệt chúc mừng người thắng giải ngày hôm nay. mình công bố bạn thứ hai trước đi cho bạn Bạn thứ thứ nhất hai, hồi hộp. bạn thứ để hai. để em công bố bạn thứ hai cho. Ok, bạn đúng và trả lời nhanh thứ nhì. Giá của chai Chardonnay Cazenove này, chai 1.265.000, đó là bạn Hoàng Anh Nguyễn ạ. Bạn Hoàng Anh Nguyễn có còn ở đang xem livestream không mọi người? Bạn Hoàng Anh Nguyễn nhớ comment bên dưới nhé cho mình và Lincoln cùng được biết nào. Chúc mừng bạn Hoàng Anh Nguyễn, hoặc là Nguyễn Hoàng Anh, hoặc Nguyễn Anh Hoàng. Đúng rồi, đấy là một bộ rang và rượu WeWine. À, bộ rang và rượu này thì như anh Linh Kiền có nói ấy, tức là thực ra chất lượng của nó rất là tốt, và WeWine gần như là muốn truyền bá cái văn hóa rượu vang này tất cả mọi người thôi, nên là muốn đưa những cái gì mà gần gũi nhất tới mọi người. Dù mặc dù cái chai rượu vang này, chai champagne thì không cần dùng đến rang và rượu, nhưng rất nhiều các cái chai rượu vang khác như là vang đỏ, vang trắng, vang hồng khác cơ bản thì đều có thể sử dụng. Ok, còn đến người không để mọi người chờ lâu nữa, người giải nhất xin mời anh Linh Vâng, và người giải nhất Kiền. ngày hôm nay, Linh xin chúc mừng bạn Lê Thị Huyền Trang. Chúc mừng bạn. Xin chúc mừng bạn Lê Thị Huyền Trang nhé, và phần quà của bạn đấy chính là chai Chardonnay Cazenove. À không phải chai này mà chai nguyên cơ. Chai nguyên à? Chai này ạ. À, mọi người, các bạn bạn Trang và bạn Hoàng Anh nhớ nhắn tin cụ thể thông tin người nhận và thời gian nhận này, địa chỉ thông tin người nhận hàng nhá, để WeWire có thể gửi các phần quà tất cả mọi người. Và không để mọi người chờ lâu nữa, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi suốt cái buổi livestream này kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ trong một buổi giữa tuần. Và thật may mắn, thực sự là mình cảm thấy rất là may mắn khi hôm nay đấy là không trùng với buổi livestream của Phương Hằng. Xin Nên là mọi người gặp có lại, thể xin gặp dành lại. nhiều thời gian hơn để xem WeWire. Cảm ơn tất cả mọi người nhé, và hẹn gặp mọi người trong buổi livestream sắp tới với rất nhiều các phần quà thú vị, hấp dẫn khác. Cảm ơn tất cả mọi người. Cheers. Cheers. Bye.